Xin chào các bạn nhé. Hôm nay hai mẹ con nhà bạn chuối sẽ tắm cho em mèo Minu. Đấy. Cả một mùa đông lạnh lẽo bạn ấy không được tắm nên là bạn ấy khá là hôi. Nên hôm nay trời nắng ráo rồi bạn ấy sẽ được tắm sạch sẽ và phơi bạn ấy ra ngoài đường luôn cho nó thơm. Để cho bạn chuối bạn còn ôm ấp hôn hít được nữa chứ. Bạn ấy còn được tắm bằng cả dầu gội Azidat nữa các bạn nhé. Đấy, xịn sò thơm lắm. Đây là dầu tắm đàn ông. Dầu quá cửa chưa? Yeah. Mẹ giữ nó để mẹ xem nó ấm chưa. Tại vì con mèo này là con mèo cái, sao lại tắm cho nó cái dầu gội của đàn ông nhỉ? Kỳ quặc ghê. Thôi không sao. Sao? Con này nó vẫn là đâu, này là con gái mà. Mệt ghê thôi. Mình ngộ chứ các bạn ơi. Đấy, con mèo đấy. Đấy, bây giờ thì con mèo giống như là con chó, kiểu như là đuôi ngắn. Con này hôi quá. Hôi lắm. Cứ kiểu như là con chó ấy. Tai này. Nó giúp của chồng kinh. Ấy xỉ than như thế cơ mà. Thôi, không cho nữa, không thôi. Cần. Nhiều thế nó không biết đâu, nó sặc nó. Các bạn nhìn nó như kiểu là cái con quái quỷ, như kiểu là con chó, kiểu như là nó bị cắt đuôi. Đây, cái đuôi nó dài thế. Nhìn cái đuôi dài thế. Nhìn cái mặt cái mũi này, ui giời ơi. Bẩn quá. Mũi này hôm trước phải có cái bàn chải nhỏ nhỏ thôi. Thôi, được rồi, không nó sợ con. Được rồi. Không nó sợ. Được rồi. Chân này, ui rồi. Ui giời. Đen xì. Nó kiểu trông như là em giết con này ấy. Giết thôi mà giết. Cọ chân, cọ tay thôi lại giết. Cẩn thận, tôi có chuối bôi cẩn thận, tôi vào mắt nó cay mắt đấy. Giống như con ấy, con có chịu được nó cái xà bông vào mắt đâu. Nha. Thôi được rồi. Thôi từ từ rửa mặt đã xong rồi mới rửa đít. Hồi quá. Các bạn nhìn trông nó ngộ không? Đúng rồi các bạn ạ. Con này nó rất ngộ luôn. Này mà cũng có thể có người ôm. Ôi, sợ anh gấu thật đấy. Thế mà ba cái ngày nay mình cứ nằm cạnh nó như thế. Ở đây. Okay. Thôi, không còn nó sợ con. Để mẹ cọ tay, cọ mặt nhìn tài này. Hồi quá. Con xích nó vào. À, hôm trước cái răng này cắn à. Cắn. Cắn, chẳng cắn. Kiếp cái mồm kinh không? Các bạn thấy không? Chăm sóc, dịch vụ chăm sóc mèo. Đấy, như này là gì thế? Con xả nước đi. Rồi, xả nước thôi. Xả đấy, không em hít lại. Đấy, bạn thấy nó nóng quá, con vặn xả. Bạn thêm lại đi, không nóng đấy, nóng bỏng đấy. Nóng rụng hết lông. Ôi, đi đang nó cào, nó cắn đấy. Bẩn chưa? Quá bẩn luôn. Nào, con đổ nước trong chậu đi cho mẹ. Đây, con mèo. Gấu ơi, kéo con ướt hết quần kia kìa. Trời ơi. Con nước lạnh nó sợ. Nước lạnh chú ơi. Ừ. Ấm chưa chú ơi? Ấm mà. Ừ. Xịt vào người nó đi hả? Đây. Xịt vào người nó đi. Rồi, bố chỉnh rồi. Đừng có xịt ra ngoài, xịt ướt hết mẹ ra. Thôi. Nhìn vào con mèo ấy để xịt chứ. Đừng có ngẩy như vòi lên như thế. Thôi, con tắt đi. Rất là nghị luôn. Cái gì? Rất là nghị. Nghị. Là như thế nào? Nghị là con mèo nó kinh dị ấy. Nhìn này. Bọn đây phóng to rồi các bạn xem này. Đấy. Con mèo. Này mà cũng có người ôm được này thì chịu thật đấy. Chỉ có thể là anh gấu.
Nhưng xả nước lạnh này nó sợ. Ừ. Rồi, tí nữa cho... kiểu con này nó đang bị chết ấy. Tí cho ra nắng này, phơi khô. Cứ kiểu hôm nay con mẹ nó bị chết. Ra để nhìn cái mặt. Các bạn thấy không? Cái răng của nó rất sắc nha các bạn nha. Hôm trước các bạn con thấy rõ là chúng tài bẩn chưa đang... xin nước đi con. Tôi đưa mẹ ơi. Ok. Ấm chưa? Ok, ấm rồi. Vặn vặn sang ấm thêm. Sang một tí nữa. Lạnh nó sợ đấy. Đấy được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Ấm rồi. Ấm rồi. Rồi. Đấy nó lạnh nó sợ. Đây ấm rồi, ấm rồi. Ấm rồi. Vặn lạnh rồi. Vặn sang đi. Rồi. Rồi. Nóng nóng tí cũng được. Con này nóng không được, lạnh không được các bạn. Không phải bình thường ấm mà ấm làm tầm. Im ngay. Đấy. Nó chẳng. Tấm này nó làm im. Nó không dậy nữa. Thôi bạn trả đi, thôi không dùng nữa con. Để mẹ xả đây bạn. Đấy, nó ngoan này, ấm này nó đang im. Cứ làm im cho sối. Đây, khăn đây, khăn đây. Đi anh lau cho. Đi anh lau nhá. Đi anh lau. Lúc đấy em nó bảo wow, lạnh quá. Đấy, tắm xong xinh gái hẳn lên này. Xinh hẳn lên, cái mặt để như con mèo. Thật là như con mèo thật. Ừ. Quá. Của mẹ hết bộ nhớ thì sao đâu ạ? Xịt tí đi. Cào chân con. Mặt này là bẩn nhất rồi này, mồm miệng này. Cào cả chân con. Rồi, xong rồi. Rồi, Lị Mai thử thách là tắm xong cho em mèo nha các bạn nha. Khăn đây, khăn đây. Khăn đâu, khăn của em đâu. Khăn đâu. Rồi, các bạn đứng lên đi. Nào, đứng lên, ra ngoài đi. Cất đi. Với, con phải rửa sạch sẽ chân tay của con đi. Con sờ không dùng găng nên con phải rửa sạch vào. Mang cái tăm bông ra đây. Mang cái máy sấy ra đây cho mẹ trước. Dừng lại đi. Nhìn vào rơi vỡ hết cả hai cái bây giờ. Còn nhớ không? Ui, xinh chưa? Xinh nhờ. Nước lạnh này kêu ngao. Tăm bông ở đây mẹ ngoáy vào cái tai ấy. Rồi đây. Nào xem nào. Đây nè. Tiếp. Sạch rồi. Ở đây xem nào. Sạch chưa? Úi giời, sao mấy bữa lưỡi lại đen xì ra. Ủa ôi, con gì đấy? Hay là nó có con bọ đấy? Chắc con bọ. Chết rồi. Gấu này. Sợ chưa này? Rồi. Mày cứ ôm nó đi. Ôi con này nó bám vào lông kinh lắm. Chết rồi. Bám thì chắc lắm. Con này bám chắc. Sợ chưa?